mừng quý vị đang đến với chuyên mục Nhà đẹp mắt hôm. Và trong số lần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Bản, có địa chỉ tại Ninh Bình. Hello, xin chào mọi người. Tôi là Chu Bin. Và hôm nay thì tôi đến với Mass Home thì tôi đã lựa chọn được cho mình những cái đồ nội thất rất là giá phải chăng và nó rất là đẹp. Đặc biệt nữa là nhân viên ở đây thì tư vấn rất là nhiệt tình. Nên là rất là mong Smart Home sẽ được thành công trong cái bước đường mà Smart Home hôm nay khai trương và ngày càng sẽ thành công hơn nữa. Smart Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Smart Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Smart Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Smart Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Smart Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Smart Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Smart Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Smart Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Smart Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thiết kế và thi công hàng nghìn công trình trên phạm vi toàn quốc với đa dạng mẫu mã, phong cách cùng với đó là mức độ đầu tư tài chính. Nếu quý vị đang có nhu cầu thiết kế thi công và đang tìm kiếm các mẫu nhà đẹp thì có thể tham khảo các kênh truyền thông của Smart Home. Về kênh YouTube thì chúng tôi có các kênh như là Smart Home, Nhà đẹp Smart Home, Nhà phố Smart Home, Nội thất Smart Home. Về trang web thì quý vị có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói .com. Tại đây thì có tất cả các thiết kế của Smart Home, bao gồm công trình thiết kế, công trình thi công và có cả các mẫu nội thất. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu các thông tin về công ty thì quý vị có thể truy cập vào trang web smarthomegroup.vn. Tại đây thì chúng tôi có đăng tải số điện thoại công ty, địa chỉ văn phòng cùng với đó là hệ sinh thái của Smart Home. Bất cứ khi nào quý vị có những thắc mắc cần được hỗ trợ và tư vấn hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888 0828 133 333. Trước khi xem qua hình ảnh phối cảnh 3D thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem qua hình ảnh hiện trạng khuôn viên khu đất. Đây chính là những hình ảnh được chúng tôi ghi lại khi về Yên Khánh, Ninh Bình trao đổi với chủ đầu tư. Nắm rõ được yêu cầu, sở thích cùng với đó là mức độ đầu tư tài chính của gia đình, chúng tôi đã tiến hành lên phương án thiết kế. Công trình của gia đình chú Bản là một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng mang phong cách kiến trúc hiện đại. Nhìn một cách khái quát thì chúng ta sẽ thấy là công trình được thiết kế với những khối vuông chắc chắn. Bao phủ công trình là gam màu trắng sứ tinh tế. Và để tạo điểm nhấn cho công trình thì chúng tôi đã sử dụng thêm màu ghi và sử dụng gạch ai nắc để ốp cho một số diện tường. Màu gạch ai nắc chúng tôi sử dụng ở đây là màu vàng nhạt, thanh lịch, dịu mắt. Loại gạch này thì có nhiều kiểu dáng và màu sắc cho nên là quý vị có thể dễ dàng tham khảo cho công trình của mình. Quanh vị trí chân tường thì chúng tôi đã sử dụng đá tự nhiên để ốp. Việc sử dụng đá tự nhiên ở vị trí này góp phần bảo vệ phần chân công trình, đặc biệt là vào mùa mưa. Nếu không ốp đá thì chân tường rất là dễ bị vấy bẩn và bong tróc sơn. Quý vị cũng cần lưu ý là màu sắc vật liệu sử dụng cho phần chân tường nên là màu sắc đậm hơn các phần phía trên để có thể mang đến cảm giác chắc chắn. Ở tầng 2, khu vực ban công được thiết kế mở ra một lối đi hình chữ L, mang đến không gian rộng rãi để vui chơi, đi lại. Bao bọc lấy ban công chính là lan can sắt hợp, chất liệu này thẩm mỹ, cứng chắc và bền bỉ. Tại đây thì chúng tôi cũng đã thiết kế một hệ lam làm từ bê tông, sơn phủ màu trắng, bên trên chính là một tấm kính cường lực. Thiết kế này phần nào đó đã che nắng, che mưa cho công trình, cũng như là nơi lý tưởng để chúng ta trồng các loài cây, hoa, thân leo. Ở phía trên cùng thì chúng tôi đã lựa chọn ngói Fuji màu xanh than. Công nghệ sơn phủ ceramic cao cấp đã giúp cho ngói Fuji bền màu sau thời gian dài sử dụng. Công trình này thì được xây dựng về hướng Tây, có kích thước xây dựng là 9,8 x 12,5m. Diện tích sử dụng của công trình rơi vào khoảng 226m2. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công năng của công trình. Công năng thì sẽ liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của cả gia đình. Vì thế chúng ta cần phải cân nhắc tính toán cho hợp lý để có thể đảm bảo mang đến sự thoải mái cho tất cả các thành viên trong gia đình. Đầu tiên là khu vực phòng khách. Căn phòng này sẽ có diện tích là 24,5m2.
Bộ sofa đặt sát vào tường bên phải đã mở ra khoảng không gian di chuyển và lưu thông không khí. Giải pháp đối lưu không khí cho căn phòng này chính là thiết kế cửa chính và hệ ô cửa sổ. Phong cách thông thoáng không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu mà còn đáp ứng tốt về vấn đề phong thủy. Khu vực tiếp theo là bếp ăn, không gian tích hợp này sẽ có diện tích là 24m². Bếp ăn thiết kế kết nối với khu vực sảnh phụ. Điều này không chỉ giúp cho căn phòng trở nên thông thoáng mà còn mang đến lối di chuyển thoải mái cho cả gia đình. Khu vực này thì sẽ gồm có một bộ bàn ghế ăn và một hệ tủ bếp hình chữ L. Theo quan niệm phong thủy thì bếp nên được đặt tọa hung hướng cát, có nghĩa là đặt ở vị trí xấu để lấy hung trấn hung và quay về hướng tốt để nhận được những điều tốt lành. Bên cạnh đó thì màu sắc ở khu vực bếp ăn cũng nên là những màu dịu mắt và tránh những màu sắc quá chói mắt như là màu đỏ, màu vàng trực hay là màu cam cháy. Phòng ngủ số 1 sẽ được đặt sát về bức tường phía trước, mở ra tầm nhìn về khu vực sân trước của công trình. Căn phòng này có diện tích 18m², rộng rãi, thoải mái. Những khu vực cuối cùng ở tầng 1 là phòng kho, có diện tích là 6,5m², nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm và sẽ có diện tích là 5m². Tiếp theo là những khu vực chức năng ở tầng 2. Phòng thờ được đặt ở vị trí đẹp nhất trên tầng 2, rộng 12,5m². Phòng thờ sở hữu một cửa đi dẫn ra khu vực ban công rộng đến 17,5m². Và để phân chia khu vực phòng thờ với trục giao thông chung thì chúng tôi đã bố trí thêm một vách ngăn. Điều này đã đảm bảo sự riêng tư cũng như là tính tôn nghiêm cho không gian thờ tự. Khu vực tiếp theo chính là phòng sinh hoạt chung, có diện tích 11,5m². Đây là không gian dành cho các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà của tất cả các thành viên trong gia đình, mang ý nghĩa gắn kết các thành viên. Và để đảm bảo căn phòng này trở nên thông thoáng, chúng tôi đã thiết kế mở thêm một ô cửa sổ. Phần diện tích còn lại ở tầng 2 chủ yếu dùng để thiết kế các phòng ngủ. Cụ thể thì ở tầng 2 sẽ có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 rộng 16m², phòng ngủ số 3 thì rộng 18m² và cuối cùng là phòng ngủ số 4. Căn phòng này có diện tích 17,5m². Phòng ngủ số 4 sẽ sở hữu một cửa đi kết nối trực tiếp với khu vực ban công. Đây là một lợi thế rất là lớn bởi vì thiết kế này sẽ góp phần mang đến sự thoải mái cùng với đó là một không gian thông thoáng. Và khi thiết kế phòng ngủ thì quý vị cũng cần chú ý đến sự riêng tư, yên tĩnh. Cửa được sử dụng nên là cửa kính mờ hoặc là cửa gỗ. Và đèn chiếu sáng thì nên có khả năng điều chỉnh cường độ để phù hợp với từng nhu cầu như là khi chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn hoặc là ngủ. Tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua mặt bằng xây dựng tầng 1. Ở mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng xây dựng riêng. Ở đây có rất là nhiều con số cụ thể để chỉ kích thước. Chúng ta sẽ dễ dàng biết được là kích thước các trục, kích thước từ khu vực chức năng này đến khu vực chức năng khác, cũng như là kích thước của các cấu kiện quan trọng trong công trình. Mặt bằng này sẽ giúp cho công tác thi công được dễ dàng, chính xác hơn. Đồng thời thì gia chủ cũng sẽ có cơ sở để lựa chọn đồ dùng nội thất cho phù hợp. Đặc biệt là đối với những đồ nội thất cần phải có kích thước chính xác như là các loại tủ kịch trần v.v. Tiếp theo sẽ là mặt đứng trục CA, chiều cao từ cốt 00 lên đến đỉnh mái của công trình là 10,2m, chiều cao của tầng 1 là 3,9m, chiều cao của tầng 2 là 3,6m và cuối cùng là chiều cao mái sẽ có kích thước là 2,7m. Đồng thời thì bên dưới chúng tôi cũng có các ký hiệu về màu sơn cũng như là các vật liệu được sử dụng bên ngoài của công trình. Tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua mặt bằng nhà vệ sinh số 1. Về cơ bản thì bên trong sẽ gồm có xí bệch men trắng, lavabo men trắng cộng với gương soi, sàn tắm đứng và thùng nước inox có kích thước là 100x100mm. Quạt hút gió âm trần thì sẽ có kích thước là 250x250mm, đèn ốp trần thạch cao bóng led. Sàn thì sẽ được lát gạch granite chống trơn màu ghi có kích thước là 300x300, tường được ốp gạch granite và có kích thước là 300x600 màu cà phê nhạt, mạch ốp trùng với mạch lát, trần thạch cao chống ẩm, bã lăng sơn hai nước màu trắng. Việc sử dụng gạch chống trơn tại khu vực này là điều hoàn toàn bắt buộc bởi vì như vậy thì sẽ đảm bảo được sự an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình khi di chuyển. Và sau khi về tận nơi để khảo sát thực địa kết hợp với tính toán tải trọng công trình, chúng tôi đã lên phương án móng băng bê tông cốt thép hai phương. Quý vị có thể xem thêm tại mặt bằng móng để biết được kết cấu. Móng băng thì thường được xây dựng trên nền đất tương đối ổn định và tải trọng công trình không quá lớn. Và trong hồ sơ kết cấu thì chúng tôi còn có bản thống kê cốt thép để chủ đầu tư dễ dàng quản lý, không lo trường hợp hao hụt. Tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua hồ sơ điện nước. Theo thứ tự sẽ là những vấn đề về thi công lắp đặt điện, cho đến những vấn đề về nước. Chúng tôi cũng có bản ký hiệu về các thiết bị điện nước để cho quý vị dễ dàng quan sát. Ví dụ như là tại mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 1 thì chúng ta sẽ biết được những vị trí lắp đặt đèn quạt với số lượng cụ thể bao nhiêu. Chẳng hạn như là ở khu vực phòng khách
Ngay vị trí trung tâm thì sẽ là chiếc quạt và đèn chùm, xung quanh khung xương chìm là đèn dây LED và cuối cùng là 14 chiếc đèn đeo lai âm trần. Đối với mỗi công trình do chúng tôi thiết kế và thi công thì đều sẽ có dự toán gửi đến quý khách hàng. Đây sẽ là cơ sở để chủ đầu tư dễ dàng quản lý chi phí của mình ngay từ đầu. Dự toán thì được chúng tôi thực hiện thông qua phần mềm chuyên dụng cho nên độ chính xác rất là cao. Chúng tôi cũng xin phép chia sẻ thêm với quý vị thì hiện tại Mark Home chính là đơn vị tự sản xuất vật liệu xây dựng, cùng với đó là nhiều đồ dùng nội thất. Vậy nên khi ký kết hợp đồng thi công trọn gói thì quý vị chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi hấp dẫn về chi phí. Showroom vật liệu của Mark Home thì đang được đặt tại số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị đến tham quan và mua sắm. Và vậy là vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị công trình của gia đình chú Bản tại Ninh Bình. Tổng kết lại thì đây là một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng mang phong cách kiến trúc hiện đại. Hy vọng rằng những chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế thi công thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888 hoặc là 082-813-3333 sẽ luôn có đội ngũ kiến trúc sư hỗ trợ tư vấn quý vị. Và đây cũng là những số có Zalo, quý vị ở nước ngoài cũng có thể yên tâm liên hệ. Để tri ân quý khách hàng thì chúng tôi vẫn đang liên tục triển khai rất là nhiều những chương trình ưu đãi và khuyến mãi. Đối với khách hàng thiết kế, chúng tôi sẽ hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 cho đến 5 lần ưu đãi khi quý vị mua các sản phẩm của Mark Home. Còn đối với khách hàng thi công, nội thất thì chúng tôi sẽ tặng chăn, ga, gối nệm, máy hút mùi, tranh treo tường tùy vào giá trị công trình. Đối với khách hàng thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ hoàn trả 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị công trình. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mãi đến từ công ty của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.